khơi nguồn sáng tạo từ lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng. Hoa artiso đỏ được mua mất giá, nông dân lên mạng nhờ giải cứu trước nguy cơ trắng tay. Cùng tìm hiểu dòng sản phẩm lưu niệm độc đáo từ lá bồ đề trong phần cuối chương trình. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi Huế Ngày Mới. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay, thứ tư ngày 22 tháng 5. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Sáng qua tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Về phía nước bạn Lào, có đại diện lãnh đạo ban công tác đặc biệt hai tỉnh Salavan, Sê Công, Lào. Đọc điều văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trước anh linh các liệt sĩ, đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế nguyện đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, gìn giữ và vun đắp mối quan hệ giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương nước bạn Lào ngày càng bền chặt, quan tâm chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, làm tổ công tác đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Sau lễ truy điệu, 12 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, đồng đội tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế trong không khí trang nghiêm và thành kính. Ngay sau lễ truy điệu, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức lễ đón đội quy tập thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2023-2024. Tham dự buổi lễ đón có đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515, đại diện Ban chỉ đạo 515 của quân khu 4 và Ban chỉ đạo 515 của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên đội quy tập 192 trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Lãnh đạo tỉnh chia sẻ với những khó khăn mà cán bộ, nhân viên đội quy tập 192 đã vượt qua trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy từng cán bộ, nhân viên đội quy tập 192 tiếp tục xác định tốt trách nhiệm, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, triển khai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cả ở địa bàn trong nước và trên đất bạn Lào. Tại buổi lễ, thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia 515, Thượng tướng Võ Minh Lương đã tặng quà cho đội quy tập 192, Ban chỉ đạo 515 quân khu 4, Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã tặng quà cho đội quy tập 192. Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân. Tham dự hội đàm, về phía tỉnh Champasak có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Saithom Sayavong. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Ái Vân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ sự vui mừng phấn khởi được đón đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ những tháng đầu năm 2024. Giới thiệu cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thuộc lĩnh vực các ban Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách. Tại cuộc hội đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak, Saithom Sayavong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
nhấn mạnh những chia sẻ cũng như những giải pháp từ thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là bài học kinh nghiệm về phương thức, cách thức hoạt động mà Hội đồng Nhân dân tỉnh Champa Sát sẽ vận dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champa Sát cũng bày tỏ mong muốn hai cơ quan Hội đồng Nhân dân tỉnh Champa Sát và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác khăng khít và đạt kết quả cao hơn. Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó trưởng ban Vũ Thanh Mai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kết quả sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Làm việc với đoàn có ông Hoàng Khánh Hùng, trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau 15 năm thực hiện chỉ thị 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, mạng lưới khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã được mở rộng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hiện đã có 19 cơ sở y tế tư nhân hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 100% các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Tỷ lệ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở đạt 94,4%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2009 là 68,06%, đến năm 2023 là 99,9%. Trao đổi với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thừa Thiên Huế cũng nêu lên những tồn tại hạn chế trong công tác như lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuy có nâng lên, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là tại tuyến xã. Mặc dù tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế so với dân số của tỉnh đạt cao nhưng chưa thực sự bền vững, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt 100%. Bên cạnh đó là một số khó khăn về cơ chế hỗ trợ của nhà nước với người dân khi tham gia bảo hiểm y tế hay mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay chưa tương xứng với giá viện phí. Trước thực tế đó, Thừa Thiên Huế cũng kiến nghị các cơ quan trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế, quan tâm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành luật sửa đổi một số điều của luật bảo hiểm y tế nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai ghi nhận những kết quả của Thừa Thiên Huế trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế trong 15 năm qua, khẳng định trên cơ sở những trao đổi kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ tiếp thu tổng hợp và báo cáo lên các cơ quan trung ương có thẩm quyền. Trong thời gian tới, đồng chí Vũ Thanh Mai đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế, đưa các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ hàng năm, gắn thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế với các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế về việc thực hiện nghị quyết 05 NQTU của Tỉnh ủy khóa 16 về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Báo cáo tại buổi làm việc, Trường Đại học Sư phạm nhấn mạnh, thời gian qua, trường đã tích cực chủ động tham gia ngay từ những ngày đầu công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Về kết quả thực hiện nghị quyết 05 NQTU của Tỉnh ủy, trường đang tiến hành các thủ tục đề nghị Đại học Huế cho phép mở 2 ngành đào tạo mới ở trình độ đại học. Chất lượng đào tạo tiếp tục được giữ vững và nâng cao, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt gần 90%. Trường cũng đã hoàn thiện đề án phát triển trở thành trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, đại diện Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế cũng có những băn khoăn về khó khăn vướng mắc hiện nay như vấn đề kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học còn khó khăn do chủ trương tinh giản biên chế. Với những khó khăn vướng mắc mà Trường Đại học Sư phạm đã đề cập, lãnh đạo Đại học Huế cũng đưa ra hướng tháo gỡ trên tinh thần thống nhất, tạo nguồn lực đầu tư, hoàn thành mạng lưới quản lý, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, mở ra hướng giáo dục mở. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định toàn tỉnh đã và đang quyết tâm để thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng là tập trung lãnh chỉ đạo để thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Trường Đại học Sư phạm đã có bề dày truyền thống, nhưng vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là những lĩnh vực đào tạo nhu cầu cần, tăng cường công tác phối hợp liên kết đào tạo những ngành nghề khoa học cơ bản, thay đổi tư duy đào tạo, ra soát những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện thắng lợi nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng, qua đó phát hiện những ý tưởng ứng dụng vào thực tế đời sống sinh hoạt và học tập đã trở thành hoạt động thường xuyên liên tục trong thời gian qua. Năm nay, trong lần thứ 17 tổ chức, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thu hút hơn 160 đề tài tham gia với nhiều sáng kiến đáng chú ý.
mang trong mình ước mơ lan tỏa cổ phục Huế trong đời sống đương đại. Hai bạn học sinh Trịnh Thị Khánh Linh và Nguyễn Lê Vĩnh Khang cùng các giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An đã thiết kế một số hoạt động trải nghiệm, khơi dậy sức sống của các giá trị truyền thống văn hóa Huế. Bằng việc nghiên cứu thực trạng của việc lan tỏa cổ phục Huế trong đời sống đương đại, đề xuất một số giải pháp lan tỏa cổ phục Huế và đưa cổ phục Huế vào các hoạt động giáo dục ở các trường trung học cơ sở. Đề tài của các bạn được đánh giá rất cao về mặt thẩm mỹ, hình ảnh cũng như ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh và gìn giữ lan tỏa giá trị văn hóa Huế. Đề tài của chúng em là những giải pháp đưa cổ phục vào hoạt động giáo dục của nhà trường, cho nên là chúng em sẽ chú trọng vào những giải pháp và hoạt động làm sao để các bạn học sinh trong nhà trường có thể tiếp cận được cổ phục một cách dễ dàng và nhiều màu sắc hơn, tạo hứng thú đối với các bạn học sinh và cũng như lớp trẻ hiện nay. Đây là đề tài có nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa và cũng như là sức lan tỏa rất là lớn, cho nên thông tin chính xác là điều rất là quan trọng. Và để vượt qua khó khăn đó thì chúng em thứ nhất là phải tự mình tìm những cái nguồn thông tin mà tụi em nghĩ là chính xác trên mạng, và sau đó sẽ có sự hỗ trợ của các cô tham khảo các nguồn thông tin cũng như là kiểm tra xem nguồn thông tin nào thật sự chính xác. Trường đã có những cái thay đổi trong việc là kích thích học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu năm học. Trong những tháng ngày nghỉ hè thì các em cũng tìm tòi nghiên cứu để có thể có những sáng tạo hoặc là phát huy ra những cái đề tài. Và cũng có một cái niềm vui nữa là chúng tôi cũng là bên cạnh chúng tôi thì chúng tôi thấy được cái sự ủng hộ của quý vị phụ huynh, các quý vị cũng bên cạnh các con và đồng hành bên cạnh các con. Như vậy cái việc nghiên cứu khoa học này không phải là chỉ của nghĩ rằng là của thầy cô, của nhà trường, mà bây giờ nó đã được xã hội hóa và nó đã đi vào trong chính mỗi cái tình yêu khoa học đối với các em học sinh. Cùng xuất phát từ thực tiễn và quá trình học tập, cơ hội tiếp xúc trọn vẹn với chương trình giáo dục phổ thông 2018, những mạch nội dung mới trong chương trình đã thúc đẩy sự khám phá của học sinh. Trong tổng thể đó, mạch nội dung về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình với đa dạng các khía cạnh khác nhau, chính là nguồn cảm hứng để các em viết nên đề tài, thiết kế và số hóa hệ thống đồ dùng trực quan, phát huy năng lực học tập về chân dung Hồ Chí Minh ở trường trung học phổ thông. Hơn nửa năm thực hiện dự án thì chúng em đã trải qua không ít là khó khăn, nhưng mà khó khăn đó đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự hứng thú, vì chúng em đã được thực hiện những cái công việc rất là thú vị như là viết kịch bản và đóng vai, và chúng em luôn được nhận sự khích lệ từ quỹ thầy cô giáo trường trung học phổ thông Thuận Hóa và sự gợi mở từ cô Quỹ Đức, nên là đã đem lại những thành quả rất là ngọt ngào như ngày hôm nay. Trong cái quá trình mà các bạn đề xuất ý tưởng thì với xác định cái vị trí là một giáo viên hướng dẫn thì tôi luôn cố gắng để có những cái gợi mở cho cái ý tưởng của các em được hoàn thiện hơn. Và trong quá trình các em thực hiện đề tài thì chúng tôi xác định chúng tôi chỉ hỗ trợ khi các em cần thôi. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái điều mà các bạn thu nhận được từ cái hành trình nghiên cứu khoa học đó có lẽ cũng là cái đích mà chúng ta cùng hướng đến trong quá trình chúng ta dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một điểm đặc biệt trong các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đó chính là sự tham gia của các em học sinh tiểu học. Bởi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, những ý tưởng sáng tạo của các em cũng được hiện thực hóa. Qua những buổi làm việc, chỉnh sửa, sáng tạo, các em sớm bộc lộ khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết đã được tiếp thu trong các môn học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Và không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo một mô hình dự thi, những đề tài của các em cũng được sử dụng hàng ngày, ngay trong chính trường học của mình. Khi tham gia vào đề tài này thì đề tài này giúp chúng con có thể vừa học vừa chơi, ôn luyện củng cố các kiến thức đã được học và giúp chúng con thể có thêm kỹ năng làm việc nhóm và có thể thỏa thích đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo. Đối với tôi thì khi mà tham gia cái đề tài này thì cũng mong muốn là các em cảm thấy là khoa học luôn gần gũi với mình ở trong cuộc sống, thì cũng đơn giản thông qua các cái dụng cụ học tập thì các em vẫn có thể tạo ra cho mình một cái sản phẩm khoa học rất là thú vị trong cái giờ học, thì các em có thể dễ dàng tiếp cận với khoa học hơn. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng không chỉ là sân chơi bổ ích, cơ hội cho học sinh giao lưu, học hỏi, kết bạn với những bạn bè có cùng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, mà còn khơi dậy tính sáng tạo, rèn giũa tính kiên nhẫn, tiết kiệm, hướng các em có trách nhiệm đối với những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, khơi dậy niềm đam mê khoa học, sức sáng tạo trong thế hệ trẻ, để các em từng bước chinh phục đỉnh cao kiến thức, trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Từng được kỳ vọng là hướng đi mới phát triển kinh tế vùng Gò Đồi của huyện Phong Điền, tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, việc trồng ồ ạt, thiếu quy hoạch hoa atiso đỏ đã khiến hàng trăm hộ dân phải đối mặt với tình cảnh trắng tay khi sản phẩm thì quả vụ mà thị trường đầu ra thì không thể đầu.
Gia đình bà Trần Thị Mơ là một trong những hộ dân trồng atiso đầu tiên ở xã Phong An, huyện Phong Điền. Năm trước, vào mỗi vụ thu hoạch atiso, bà Mơ đều bán được với giá thành hơn 22.000 đồng 1kg atiso tươi, đem lại thu nhập cao cho cả gia đình. Tuy nhiên năm nay, dù đã quả vụ, nhưng hơn 1 hectare atiso đỏ của gia đình bà vẫn chưa thể bán. Thương lại ép giá chỉ bằng 1/3 so với các năm trước. Tuổi đã cao nên bà chỉ có thể ở nhà làm việc nhà, trồng atiso đỏ để phụ thêm chi phí sinh hoạt gia đình. Nhưng năm nay, loài nông sản này lại trở thành gánh nặng kinh tế của gia đình khi bà Mơ đã bỏ ra gần 8 triệu đồng cho cả công đoàn chăm bón nhưng vẫn chưa thu lại được bất kỳ khoản thu nhập nào. Năm nay bán cái 8-9 đồng chứ đậu mà ít khách mua lắm. Như trong vườn thì phải hại thú phải làm nữa chứ đúng đủ tiền phấn bón cây bừa. Rồi thì chứ mong mọi người là giúp đỡ cho là chúng quanh đây. Chứ ai hồ làm quá nhiều mà chứ phải để hứa ra đó đó thế. Hiện nay toàn xã Phong An có 28 hectare diện tích trồng atiso với hơn 200 hộ tham gia. Tập trung tại các thôn Vĩnh Hương, Đồng Lâm, Phường Hóm và một số ít diện tích ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Hiện atiso đỏ đã quả vụ thu hoạch, giá bán chỉ bằng một nửa giá các năm trước. Người dân rơi vào hoàn cảnh bị thương lái ép giá với mức thu mua từ 6 đến 7.000 đồng 1kg, không đủ bù chi phí trồng trọt, phân bón. Nhưng vẫn rất ít người mua nên hàng chục hecta atiso của các hộ dân vẫn chưa được thu hoạch. Một phần trong số đó đã bắt đầu hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho nông dân địa phương. Tình hình hiện tại hiện nay là cây atiso ở đây làm rất nhiều, tăng lên theo từng năm. Hiện nay đã trên 10 hecta rồi, nhưng mà về cái thu mua đầu ra rất khó khăn. Từ khi mà đầu mua thì họ mua một cấm là 20.000, sau lại 15, bây giờ là còn là 7.000 thôi. Cho nên cái đầu ra rất là khó khăn. Nhưng mà cây atiso thì càng ngày càng tăng thêm rất là khó khăn cho bà con. Thì cũng mong sao ở các cấp có làm sao mà có giải cứu được cho nông dân ở nông thôn được càng nhiều càng tốt. Phơi khô đó là cách giải quyết tạm thời của các hộ dân ở đây. Hoa tươi sau khi được thu hoạch về sẽ được người dân sơ chế và phơi dưới nắng trong khoảng 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên cách làm này thì có thời gian bảo quản cũng khá ngắn và công sức bỏ ra thì rất là nhiều. Mong mỏi của các hộ dân hiện nay đó là tìm được đầu mối thu mua để giải quyết vấn đề đầu ra của sản phẩm. Xót xa trước tình cảnh hoa dần hư hỏng trên cây, nhiều hộ dân đã tự tìm đường xoay sở bằng cách đăng thông tin mong được giải cứu trên mạng xã hội, từ tìm nguồn bán lẻ hay gửi đi tiêu thụ ở thị trường các tỉnh lân cận. Hiện tại cũng đã có một số người dân ở các địa phương đến vườn mua hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, số lượng người mua vẫn còn rất ít, trong khi lượng hoa cần được giải cứu còn tồn đọng rất nhiều. Em thấy ở trên Facebook người ta đăng ở Phong An và Phong Xuân atiso với số lượng rất nhiều, người ta cần giải cứu. Em và một số bạn tới đây có ủng hộ một số ít, nhưng mà mong muốn có thể nhiều người hơn nữa vào ủng hộ cùng tụi em để đưa bà con đẩy hoa đi. Chứ hoa mà nếu trên cây còn nhiều quá là sẽ hư quả lửa. Nên năm nay là thu mua là giống như đâu ra là nó rất chỉ là ít. Tại vì giờ người dân là người ta thấy trồng được, vì lại người ta ồ ạt trong những đâu ra rất chỉ là khó. Nhưng mà thương lại thì nếu người ta tự thu mua mình để cắt lại thì người ta lại ép giá rất là thấp. Cho nên giờ bà con là con trên cây rất chỉ là nhiều. Giờ mà hóa này mà để quả hàng là nó sẽ khô hư. Tối cho bà con giờ giống như người ta cắt để kiếm lại tiền cây rồi, nhưng mà giờ không có đâu ra được nhiều. Tôi là cũng một trong những người trồng atiso, tôi thấy dân trồng nhiều quá mà không có đâu ra, nên tôi cũng đăng Facebook để kêu gọi mọi người ủng hộ để về mua giúp dân được nhiều hơn để khỏi hư với trên cây, thì gọi được giá để dân trang trải cuộc sống về chi phí phân thuộc về công cạn cây cho dân được đỡ đơn hơn. Nhìn nhận thực trạng trên cho thấy, hiệu quả kinh tế đem lại từ mô hình atiso đỏ từ những năm trước, nên đa số người dân ở địa phương này đã bỏ đất trồng lúa và các loài nông sản khác để chuyển qua trồng atiso. Thế nhưng, giờ đây thị trường tiêu thụ không còn mạnh như trước, diện tích trồng tăng quả nhanh, năng suất tăng vọt, cùng vượt quả cầu khiến mức giá lao dốc. Trước tình cảnh hiện tại, các hộ nông dân chỉ có thể trông chờ vào một phép màu nào đó.
Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 4 âm lịch tại Tổ Đình Từ Đàm sẽ chính thức cử hành đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2568. Các hoạt động chính trong tuần lễ Phật Đản như diễu hành thuyền hoa trên sông Hương và lễ mộc dục và rước Phật từ quốc từ Diệu Đế lên Tổ Đình Từ Đàm vào chiều qua đã được tiến hành với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni Phật tử. Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ trên đời. Mộc dục là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh. Ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não, cũng giống như việc gột rửa thân tâm của chính mình để tìm lại sự thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm. Ngay sau lễ khai mộc dục, đoàn rước Phật tiến hành rước Phật từ chùa Diệu Đế đi qua các tuyến đường chính ở thành phố Huế, sau đó về Tổ Đình Từ Đàm. Lễ rước Phật với mục đích cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới được đông đảo Phật tử mong đợi và diễn ra trong không khí hân hoan, trang nghiêm thành kính. Lễ mộc dục và rước Phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ linh thiêng mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản của tăng ni và người dân Thừa Thiên Huế. Trên tinh thần đó, nghi lễ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo mà đã trở thành một lễ hội cộng đồng thu hút sự ủng hộ và chào đón của đông đảo người dân và du khách tới tham dự. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật tử, anh Huỳnh Tấn Linh với đam mê và sự kiên trì đã sáng tạo ra hàng trăm tác phẩm từ lá Bồ đề, loài cây được coi là biểu tượng của đạo Phật. Những sản phẩm lưu niệm nhỏ xinh, đậm chất nghệ thuật bước đầu đã được thị trường đón nhận. Nhân dịp lễ Phật đản, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo này. Công tác tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, mặc dù không qua đào tạo chuyên ngành, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, anh Huỳnh Tấn Linh thường mày mò nghiên cứu để sáng tạo ra những sản phẩm lưu niệm đậm chất Phật giáo từ gân lá Bồ đề. Để có được một tác phẩm độc bản, anh cũng phải trải qua khá nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Công trình mà làm một cái gân lá Bồ đề này là mất khoảng là 2 tháng ngâm lá. Còn như vấn đề sản xuất tạo ra thành phẩm thì cũng biết là khi nào cho xong. Còn có bước có thể làm 4-5 ngày, có bước làm một tháng. Đó, mà làm theo sự là vì sở dĩ mình là cũng theo là đam mê. Từng thất bại đến hàng trăm lần trong thời gian đầu mới bước vào nghề, nhưng anh Linh vẫn không nhục chí và từ bỏ niềm đam mê với việc sáng tạo những sản phẩm từ gân lá Bồ đề. Hiện tại anh đã tạo tác thành công hàng trăm sản phẩm khác nhau, từ những chiếc móc chìa khóa, ốp điện thoại làm từ gân lá Bồ đề cho đến những bức tranh về hoa sen, tranh Phật Thích Ca, tranh thư pháp trên lá Bồ đề. Ở đây là mình cũng có sản xuất những là cái chậu sen, hoa sen, những tất cả mọi cái đấy là nó phù hợp với nơi là thiên tĩnh, nơi chỗ trà đạo hoặc là vấn đề họ làm những cái món quà lưu niệm, họ mang tính chất là cái tâm linh và là rất bình an. Những sản phẩm đẹp mắt mới là đã thu hút và đáp ứng được nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ của rất nhiều khách hàng trên cả nước, mở ra hướng phát triển mới cho dòng sản phẩm này. Đây là lần đầu tiên mình đến với Huế và cũng là cái dịp mà lễ Phật đản đang diễn ra. Chính vì thế mà mình cũng đã được nhiều người bạn giới thiệu cho đến mua những cái sản phẩm trang trí từ làm từ lá Bồ đề. Bản thân mình thì rất yêu thích những cái đồ vật trang trí làm từ những cái nguyên liệu tự nhiên gần gũi với môi trường. Chính vì thế mà mình rất là thích những cái sản phẩm làm từ lá Bồ đề. Và nó không chỉ mang được ý nghĩa là trang trí, trưng bày mà còn có thể làm tặng quà cho người thân hoặc là và mang một cái ý nghĩa rất là tâm linh. Để sáng tạo nên những sản phẩm lưu niệm ý nghĩa và có giá trị thẩm mỹ từ gân lá Bồ đề là một chặng đường kỳ công, đòi hỏi sự kiên trì và không ngừng sáng tạo. Trong tương lai, anh Linh sẽ tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm hoàn hảo, bền đẹp và có tính nghệ thuật cao để tiếp cận tới nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 74 đến 96%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.